Ok mọi người, thấy gì không? 1 bầy rồng rồng. Đó, ngay chỗ tàn chỉ nè, 2 bầy, 3 bầy, 4 bầy. Thì nằm xuống đây mình quất mấy bạn rồng này mọi người. Hầm này của ông anh mọi người, đã xả lúa xong rồi nước nó đọng lại đây nè. Cá nó đẻ quá trời đẻ ở đây luôn. Rồi bây giờ mình vô nhái mình câu nhái thiệt ha. Nguyện câu nhái giả rồi. Rồi, xong nhái mọi người. Chỗ này không có cỏ gì mình khỏi treo lưỡi luôn. Đó, thằng báo này giờ nó quăng quá quăng rồi. Bây này con mẹ nè. Ủa, con cá chạy ra bự. Nữ ký. Ý dạ, ý dạ. Phải không á An? Có cắt đuôi không? Không. Có rồi anh Phúc ơi. Gì chạy? Cái nữ ký. Tờ, nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ đó, câu là dính, giới thiệu nữa rồi. Rồi, đây mọi người. Cá dính hồi nãy nè. Con này tầm trên 400 gram ha. 400 gram để ký ra nhà. Quá trời đã không. Để mình chờ cho mấy cái bầy nó gồm nó xíu rồi câu thôi nha. Nó bị nhát rồi. Ở chỗ đó có chỗ nước chảy đó cả nhà, thì cá rô nó gồm ở đây dữ lắm, nguyên cái sông lục bình không à mọi người. Ừ, thấy không, nước thúi lắm cả nhà, câu mình dế ha, nước không biết sao nữa, chắc người ta xịt lục bình quá, nước nó hôi dữ lắm. Cá rô này thì quánh dế nó thì đúng bài mồi của nó rồi mọi người, dễ dính lắm. Để xuống ăn dần qua. Đó, nó, nó. Mới lấy hàng rồi. Vậy. Hàng kiểu lại. Con phá nó mọi giờ cá rẻ nó trời. Lội đúng dây. Mình con nữa. Chị ta. Ơi, dính rồi, dính rồi. Ô, bự bự không? Tớm như là tôi kinh cái kia, kinh cái vô gạch mây, cái lô cái này nhóc luôn, lớn nhất đi chèn vậy đó. Ồ, lửa mới, lửa mới. Đi chúng say. Chắc hay lì. Nó tiêu cá hấm luôn rồi trời. Ui dế đây, ui dế mà. Làm cái gì vậy trời ơi. Ăn luôn kìa, ăn luôn kìa, ăn luôn kìa. Ăn luôn kìa. Ăn nè, ăn nè. Thấy nó còn lạnh. Thấy gì cho pháp. À, dính nó kìa. Giục luôn. Dính mà. Chó,
cái rồ quá đã, cái rồ mọi người. Giật. Trời nó giật nó vô đầu tao luôn rồi. Hợp không? Đã vậy, rô đồng nha mọi người. Của bằng Pháp. Ngồi nãy giờ ở đường con. Rồi, mày rồi cái lọc. Dính cây vậy? Dính cây. Quyên. Rồi. Còn đâu? Còn vậy, thằng cái lọc không? Cái lọc. Còn. Cá lóc, cá lóc ăn dế, cá lóc ăn dế. Này, cá lóc ăn dế mọi người. Ồ, cá lóc bự kìa. Không, dính ngoài. Dính vào mép. Cá lóc ăn dế. À, đi lua thì được cá bằng ông cô Tài. Quá trời mồi rồi. Đấy, cuốn cần hết đi. À, hầm nó vô trong, nếu mà vô sợ mấy nó la nó vô trong dính cắt. Đây ba anh em đang mớm ní về dính cá nẵng là làng nẵng rồi mọi người. Ba ní gạo ní đâu rồi, ní về đây làng đi ra kìa. Không ai chỉ dính cá nữa hay gì, ông nói chỉ bà mồi gì vậy? Đủ cống đỏ úi bự con bự mà anh em ơi, đó là quá phê đãi trời. Con ní Pháp mày rê đi Pháp, cái anh Nhàn lại ngồi chỗ mày bộ rứt cá nữa. Ôi ôi nè, cần y lua nè. Nè cần gì cà rét gì đó. Gần bằng con tao sáng luôn, bằng bự mập hơn con tôi. Để em đây gỡ đi con đường ít đòn lụm liền. Má anh em người mua hết tròn anh em. Má giờ mua lưỡi tối tiền lưỡi rồi. Mua lưỡi hả? Tròn. Móc cái lưỡi vô thả xuống kéo cái. Bên đồng hay là ăn thường? Ăn thường. Ngay chỗ clip nãy đi ngang luôn. Đấy rồi. Anh Nhàn. Nè, mớm. Anh hiểu rồi. Mớm. Mình cũng mớm. Anh Nhàn. Có một mí lên cá à. Anh hiểu. Quá đùm. Há miệng ra coi. Vậy mà nó còn không lọt vô nữa, nó ăn chi mà. Đã. Tiếp về đây. Em biết con đâu đi đâu đi. Ngậm đi hết rồi. Đông dính cái tay. Gỡ rảnh quá hồi ai gỡ. Đông lực cá bay nước luôn. Ủa một lúa bự trời hai một. Điều tiên. Tào lao. Đây. Ở đường về lấy nhau. Ủa ní câu rồi dính cá hay nè. Cá tự nhiên mọi người. Ní vậy làm gì mà mớm cười hoài ní. Chỉ cá đường về chỗ nào á. Bây giờ. Chịu nhái xuống rồi, mắt con nhái hết giờ. Cần y lua rồi mày. Được, bữa nay im. Này im hơn mấy bữa trước. Câu ít. Mày hầm nó câu nhóc.